Thưa quý vị, 3 kg ketamin là số lượng ma túy tổng hợp mà Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt quả tang và thu giữ kịp thời của một tài xế taxi trên đường vận chuyển qua địa bàn. Với quyết tâm không để ma túy thẩm lậu vào địa bàn thành phố, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn để lập nên thành tích bảo vệ người dân trước hệ lụy khôn lường của ma túy. Từ trước Tết Nguyên đán, thông tin về đường dây chuyên mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn Đà Nẵng được các trinh sát nắm bắt và lên phương án đấu tranh. Khi người người tất bật vui Tết, thì các trinh sát vẫn âm thầm theo dõi mọi di biến động của đối tượng. Tưởng như ai cũng nghỉ Tết nên các đối tượng ma túy tăng cường hoạt động, nhưng tất cả đều nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an. Về nguồn ma túy này, thì xác định ban đầu là nguồn ma túy của những đối tượng ở ngoài Bắc Trung Bộ vận chuyển vào qua đường xe khách chạy đồ. Vào lúc 17 giờ 2 phút ngày 19 tháng 2 thì lực lượng trinh sát của phòng cảnh sát điều tra phối hợp với các lực lượng khác và đã bắt quả tang đối tượng, thu giữ ngay tăng vật là 3 kg ma túy loại ketamin. Đối tượng được xác định là Lê Văn La, 43 tuổi, trú phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Vốn là tài xế taxi nên La quen biết với nhiều thanh niên của giới ăn chơi. Trong số đó, có người đã chủ động liên hệ, thuê La tham gia vận chuyển ma túy với giá từ 2 triệu đồng trở lên, tùy vào số lượng chuyến hàng. Mặc dù biết là phạm pháp, nhưng La vẫn đồng ý liên hệ với một đối tượng chưa rõ lai lịch ở Quảng Trị để lấy ma túy về Quảng Nam và chọn Đà Nẵng làm nơi giao dịch. Đến thời điểm trên thì bị công an thành phố phát hiện thu giữ 3 kg ketamin. Đây là một số lượng ma túy loại ketamin cũng là lớn nhất từ trước này trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Đó cũng là một phần góp phần ngăn chặn cái việc ma túy thẩm lậu vào cái địa bàn Đà Nẵng nói riêng và cả cái tỉnh Quảng Nam và cái tỉnh Nam miền Trung nói riêng. Thì đây là một cái thành tích lớn sau Tết, cũng là một cái thể hiện cái tinh thần quyết tâm của cái lực lượng cán bộ chiến sĩ lực lượng ma túy công an thành phố Đà Nẵng để đảm bảo cái an ninh trật tự. Phát hiện ma túy đã khó, bắt quả tang hành vi của đối tượng càng khó khăn hơn. Chiến công đầu năm của Công an Đà Nẵng với 3 kg ketamin bị thu giữ, giá trị gần 2 tỷ đồng, càng tỏ rõ quyết tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ không để ma túy thẩm lậu và phá hoại hạnh phúc bình yên của mỗi gia đình.